Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình hôm nay của G87. 16 máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận Malaysia. Không quân Hoàng gia Malaysia mới đây cho biết họ đã điều máy bay chiến đấu ngăn chặn nhóm 16 máy bay Trung Quốc khi số máy bay này áp sát không phận Malaysia trong phạm vi 60 hải lý ngoài khơi khu vực bang Sarawak. Trước đó, trung tâm phòng không đặt tại Sarawak đã phát hiện hoạt động đáng ngờ của máy bay Trung Quốc vào lúc 11 giờ 53 phút ngày 31 tháng 5 năm 2021. Chủ yếu là các máy bay quân sự chiến lược IL-76 và Sian-I-20. Lực lượng không quân Malaysia cho biết các máy bay này đã bay theo đội hình chiến thuật trong đường mòn ở độ cao từ 7.000 đến 8.200 mét. Không quân Hoàng gia Malaysia mô tả vụ việc là mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền quốc gia và an toàn bay. Các máy bay của Trung Quốc đã không liên lạc với bộ phận kiểm soát không lưu mặc dù đã được hướng dẫn nhiều lần. Ngoại trưởng Malaysia, ông Hisamuddin Hussein cho biết nước này đã trao công hàm phản đối ngoại giao và yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc tại Malaysia giải thích về hành động xâm phạm không phận và chủ quyền của Malaysia. Lập trường của Malaysia là rõ ràng. Việc có quan hệ ngoại giao hữu nghị với bất kỳ các quốc gia nào không có nghĩa là chúng tôi sẽ thỏa hiệp về an ninh quốc gia của mình, ông Hisamuddin nói trong tuyên bố. Đại sứ quán Trung Quốc trước đó cho biết các máy bay Trung Quốc đã tiến hành bay huấn luyện định kỳ và tuân thủ nghiêm ngặt các luật pháp quốc tế mà không vi phạm không phận của các nước. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Malaysia cho biết Trung Quốc và Malaysia là hai nước láng giềng thân thiện và Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục các cuộc tham vấn hữu nghị song phương với Malaysia để cùng duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Động thái của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Malaysia đang căng mình đối diện với làn sóng lây nhiễm của dịch COVID-19 và mới đây đã phong tỏa toàn quốc. Chuyên gia an ninh hàng hải Colin Cook cho rằng hành động của Bắc Kinh giống như đe dọa Malaysia và mang tính chất cơ hội. Tướng về hưu của Malaysia, ông Abdul Rahmat Omar nói với hãng tin Reuters rằng hành động của Trung Quốc là phép thử với phản ứng của không quân Malaysia khi máy bay của Trung Quốc có hành vi xâm phạm. Năm ngoái, Trung Quốc và Malaysia đã từng xảy ra căng thẳng kéo dài một tháng khi Bắc Kinh đưa tàu hải cảnh liên tục bám đuổi tàu thăm dò dầu khí của tập đoàn Malaysia Petronas ngoài khơi đảo Borneo. Ngoài việc đưa 16 máy bay tiến vào không phận của Malaysia, mới đây Trung Quốc còn rất nhiều hoạt động nhằm gây căng thẳng tình hình ở Biển Đông như đưa hàng trăm tàu đánh cá neo đậu trên vùng biển tranh chấp với Philippines hay như việc đưa giàn khoan biển sâu số 1 được cho là lớn nhất thế giới của nước này ra Biển Đông để khai thác khí tự nhiên trong tháng 6 này.